Dạ vâng, xin chào các bạn, xin chào cả nhà. Thì hôm nay là Nhất Vlog coi như là cũng may mắn là có một bạn khách hàng sẽ hỏi là coi như là review dòng máy. Thứ nhất là dòng máy Dell Precision, và trên tay là coi như là của mình là Dell Precision 7520, và một dòng máy thứ hai là Dell Precision và 5520. Thì bạn có hỏi là bây giờ em đang phân vân và muốn lựa chọn một trong hai máy này. Thì hôm nay là sẵn đây là mình sẽ làm clip mình so sánh giữa hai dòng máy và khả năng nâng cấp của máy này nó sẽ như thế nào. Sẽ mời chúng ta sẽ cùng xem trên đây. Thưa các bạn, bây giờ mình sẽ review trên đây và so sánh trên đây giữa hai dòng máy Dell Precision 5520 và là Dell Precision 7520 ha. Xét về hai dòng máy chạm thì chúng ta nhìn thấy là một bên là máy có về trọng lượng, có hình dáng khá là mỏng và là đẹp. Đó là chỉ là dòng phiên bản là gọi là Precision 5520 đây các bạn, và một bên là dòng Dell Precision với là 7520. Thì các bạn nhìn thấy về ngoại hình, hình dáng của hai dòng máy này nó sẽ như thế nào. Thì thưa các bạn, dòng máy này á của Dell Precision 5520 á, thì chúng ta nhìn thấy là hai về trọng lượng trước đi ha. Trọng lượng của kích thước của máy này nó khoảng chừng là 1,78 kg nếu như mà phiên bản không cảm ứng, còn nếu cảm ứng thì nó khoảng chừng là tương đương là 1,dưới 2 kg. Đó là về Precision và đây là 5520. Nhưng mà đối với về một cái anh chàng coi được coi là một dòng máy mà thiết kế là coi như là hầm hố hơn, dày hơn, và coi như là sao các bạn, cũng là coi như là có khả năng nâng cấp mạnh mẽ hơn, thì đó chính là dòng máy Dell Precision 7520 với một thiết kế được coi là với trọng lượng ở đây đang là 2,8 kg. Đó, còn đây chỉ là dưới 2 kg nha các bạn. Đó là về xét về hai phiên bản. Nhưng mà phiên bản nếu như mà dày hơn như thế này thì liệu có ổn khi chúng ta vác đi được hay không? Thưa các bạn, nếu như chúng ta đã xử lý về đồ họa thì chắc chắn dày hay mỏng không thành vấn đề. Khả năng nâng cấp của hai dòng máy này như thế nào, và hai dòng máy này đang được trang bị chip gì trên đây? Bây giờ mình sẽ mở lên đây. Trên đây thì bây giờ mình sẽ nói về CPU của dòng Dell Precision 5520. Thì thưa các bạn, nó sẽ có chip dòng là 7820HQ hoặc là 6820HQ. Thì đây cái phiên bản mình đang review đó chính là i7 7820HQ 2GB9 và có thể auto lên tới là 3GB8 trên đây ha. Đó, và phiên bản này chúng ta nhìn thấy là CPU được coi là CPU gắn liền được trên main. Đó, thì chúng ta nhìn thấy về CPU. Còn qua dòng Dell Precision của 7520 thì các bạn nhìn thấy là cũng có hỗ trợ về thứ nhất là CPU Core i7 6820HQ hoặc là Core i7 7820HQ. Thì hôm nay mình đang review dòng máy đó là có được CPU là 7920HQ 3GB1 và auto lên tới là hình 4GB. Đó, thì thưa các bạn, đây là dòng máy mà coi như là chip được coi là mạnh mẽ và coi như là cấu hình rất là tốt. Thì ở shop mình đang nay có hai dòng máy, một phiên bản là đều là thứ bảy hết, nhưng mà phiên bản này được coi là Max Option 7920HQ nha. Chúng ta nhìn thấy trên đây. Đó là về CPU. Còn bên đây sẽ là 7820HQ. Về giữa hai cái chip CPU như thế này thì chắc chắn giữa đề về chạy về đồ họa hạng nặng, hoặc là chúng ta có về như là những tập lệnh về như là xử lý đồ họa mà cần đến về CPU, thì chắc chắn giữa hai con CPU này sẽ đáp ứng được công việc chúng ta như mong đợi. Đó. Nhưng mà phiên bản 7920 thì có thể nhỉnh hơn ha. Rồi, thứ hai, chúng ta nhìn thấy về RAM của dòng máy này. Thì hôm nay mình đang review dòng máy Dell Precision và phiên bản đây là 5520. RAM đang hỗ trợ là 16GB. Thì liệu dòng máy này chúng ta đang hỗ trợ là DDR4 và bus 2004 đang gắn được là 16GB. Thì đối với dòng của Dell Precision 5520 thì thưa các bạn, chỉ gắn được tối đa trên đây được là 32GB RAM nha. Thì lý do nó chỉ có 2 khe cắm RAM thôi, do máy thiết kế quá là đẹp, thiết kế trọng lượng nhẹ dưới 2 kg. Đó. Còn qua phiên bản của 7520 thì thưa các bạn, RAM hiện tại trên đây mình đang review đang là 16GB luôn. Đó. Nhưng đối với dòng máy này nó tới 4 khe RAM. Và 4 kg RAM cho phép chúng ta đang hỗ trợ về DDR4 bus 2004. Thì đối với dòng máy này chúng ta có thể gắn được là tối đa được trên đây là 64 GB RAM nha. Và card màn hình giữa hai dòng máy đây, Các bạn nhìn thấy rồi, dòng máy của dòng Dell Precision 5520 mình đang review đó là chính là cam hình là Quadro M2200. Thì càng này cho phép là 4GB đó, xe 8GB, tổng cộng là 12GB. Nhưng đối với cam hình của Dell Precision 7520 mình đang review đây thì nó cũng có phiên bản là Quadro M1200 hoặc là phiên bản của Quadro M2002. Thì đây là phiên bản khá đặc biệt 2002 nha các bạn, chạy nhanh hơn, xử lý về như là đồ họa tốt hơn. Thì đấy là 4GB, cũng là card 4GB, xe 8GB, tổng cộng là 12GB. Thì giữa hai card hình thì các bạn nhìn thấy rồi, dòng máy thì cũng có như là 1002, 2002 và 7520 cũng có Quadro M1002 và Quadro M2002. Thì nếu như các bạn lựa chọn về hai dòng máy mà để xử lý về đồ họa nhanh hơn, mạnh hơn, thì hiện tại là trên Nhất Vlog đang có về phiên bản là 7520 với chạy được CPU maximum, được coi là 7920HQ và thêm nữa là Quadro M2002. Đối với hai phiên bản đây là mình đang review đều là có cảm ứng hết nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đều là có cảm ứng hết. Cảm hình on, cảm hình của xe từ CPU nè, HD Graphics 630. Thì bên đây cũng là HD Graphics 630 giống nhau, không có gì khác nhau. Và màn hình thì các bạn nhìn thấy, nhìn sơ và chúng ta nhìn thấy nè, một bên là màn hình được coi là tràn viền, một bên là màn hình được coi là vẫn còn một cái viền đen như thế này. Lý do phiên bản tràn viền là phiên bản của Precision 5520. Chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây, thấy chưa? Dòng máy là thiết kế là cũng khá là mỏng và khá là đẹp. Thì đây là coi như là 15,6 inch, nhìn cũng khá là nhỏ gọn đúng không? Nhưng đối với phiên bản của 7520 thì các bạn nhìn thấy coi, phiên bản mặc dù là máy gồ ghề hơn, to hơn, nhưng mà cái viền đây, màn hình thì có thể bằng nhau, cũng là 15,6 inch. Lý do là nó còn những cái bản chất như thế này. Đây là những cái chỗ mà vị trí về wifi và vị trí về như là để cho máy cứng cáp đạt được tiêu chuẩn quân đội. Hai dòng máy đều đạt tiêu chuẩn quân đội nha các bạn. Trọng lượng của máy đây. Đó. Đây là màn hình này mình đang review là màn hình 4K IPS. Trọng lượng là tương đương 2kg. Và đây một cái dòng máy mà màn hình Full HD với tấm nền IPS có cảm ứng luôn. Và đây là dòng máy mà coi như là gần như max option. Thì đây là phiên bản mà chúng ta nhìn thấy là dòng Dell 7520 này thì đang là coi như là trọng lượng khoảng chừng là 2,8 kg. Đó. Đó là về như là khả năng nâng cấp. Rồi bây giờ chúng ta xem về ngoại hình. Một dòng Precision thì các bạn nhìn thấy rồi. Xét về mà chúng ta sẽ đặt lên nhau nè. Đó, thấy chưa? Thì mặc dù màn hình giống nhau nhưng mà coi như là cái thiết kế của máy đây, dòng 5520 thì thiết kế màu trắng với một cái logo màu đen, được coi là hợp kim nhôm đó, nguyên khối. Và phía đằng sau được thiết kế là coi như là rất là độc đáo, gồm như là sao các bạn, chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây, nó chỉ cứ show ra là cái dòng Precision 5520 thôi. Ngoài ra tất cả những cái gì nó đều giấu đi hết, ngoại trừ cái tem license của Windows đó, Windows bản quyền nha. Rồi các bạn nhìn thấy dọc đây nè, nó sẽ là đường dãy là cái vị trí tiện bằng CNC. Và đây là cái vịt hấp tản nhiệt. Và dưới cái chỗ cái bản lề này nó sẽ cũng có về tản nhiệt đẩy ra. Tất cả đây là hợp kim nha các bạn. Trên dưới đều là hợp kim màu trắng, rất là chắc chắn. Rồi qua phiên bản của 7520 thì đối với về cái vân đây là cũng là hợp kim nhôm magie nhưng mà phủ một lớp carbon. Thì quan điểm vụ lớp carbon được gọi là carbon cao cấp của dòng Dell. Đó. Trên đây ha. Thì các bạn nhìn thấy bản lề của dòng này là bản lề kép hai bên. Thấy chưa? Nó khả năng ngửa ra lên tới là 180 độ. Và các bạn nhìn thấy trên đây là hình ảnh nè, nhìn rất rõ luôn, thấy chưa? Mặc dù là nghiêng 180 độ như thế này, hình ảnh rất là tuyệt vời nha các bạn. Còn về phiên bản Dell Precision 5520 thì thưa các bạn, nó sẽ ngửa ra khoảng chừng 45 độ thôi. Và đây là bản lề trục đơn. Đó. Về bàn phím. Bàn phím thì các bạn nhìn thấy trên đây nè, dòng Precision 5520 thì nó sẽ có về thiết kế bàn phím nè. Đó, cũng độ nhô khoảng chừng là 1,5 mm. Đó, thì đối chúng ta nhìn thấy trên đây thực sự là nó sao các bạn? Bàn phím chỉ không có bàn phím số dành cho thiết kế trên đây, nên là mình thấy là hơi tiếc. Nhưng mà đối với dòng Precision 7520 thì các bạn nhìn thấy trên đây nó sẽ có về một cái bàn phím gọi là bàn phím số và bàn phím thông thường cho chúng ta làm việc. Về một cái máy cá tính, một cái máy xử lý vì mạnh mẽ, một cái máy rất là gồ ghề trên đây ha. Những ai mà coi như là dành máy này thì gần như là những bạn mà chuyên về như là đồ họa, chuyên về render, cần về hạng nặng thì hầu như các bạn sẽ lựa chọn về này. Còn nếu như chúng ta đang là doanh nhân, chúng ta đang là giám đốc, hay chúng ta đang là kỹ sư mà chúng ta hay cần phải đi lại, chúng ta tiếp xúc khách hàng, và chúng ta không cần đến cái máy là coi như là cần cái máy cũng là phải là mạnh mẽ và coi như là cần đi lại di chuyển nhiều, thì các bạn nên lựa chọn dòng máy Dell Precision 5520. Lý do trọng lượng nó khoảng chừng 2 kg. Rồi khả năng nâng cấp và mạch nâng cấp nó sẽ như thế nào? Dòng máy này chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây, cổ phiên bản Precision 5520 chỉ nâng cấp được RAM tối đa được là 32GB. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta nâng cấp được ổ cứng. Và nếu như ổ cứng, pin đây mình đang gắn là pin 90, thì vừa gắn được ổ cứng là một là ổ cứng chuẩn M2 chuẩn NVMe. Đó. Hai là ổ cứng được 2.5, có thể gắn được 2 ổ cứng. Đợt sang 7520 thì chúng ta cũng gắn được 2 ổ cứng. Một ổ cứng là NVMe M2 SATA. Đó. Và một ổ cứng thứ hai đó là chuẩn là 2.5. Chúng ta gắn được ổ cứng trên chuẩn SATA hoặc là ổ cứng dạng cơ 500GB, 1T, 2T đều được hết. Thưa các bạn, hai dòng máy như thế này. Và khả năng nâng cấp của dòng máy này 7520 nó sẽ còn một cái lợi thế nữa là sao các bạn? Cái card màn hình có thể là chúng ta cầm, chúng ta nhấc ra ngoài được. Đó là về những card màn hình. RAM có thể gắn được tối đa được 64GB RAM. Phiên bản bên đây chỉ được là 32GB RAM thôi. Còn về CPU dính liền với nhau. Đó. Còn về đặc điểm nữa là các bạn nhìn thấy về có về card WAN, card 4G LTE, hai máy đều được hết nha. Lưu ý. Đó. Rồi trên đây nữa các bạn sẽ nhìn thấy trên đây là tới 4GB RAM rồi. Bên đây chỉ có 2GB RAM thôi. Và dòng máy này chúng ta nhìn thấy coi, nếu mà xét về trọng lượng, về ngoại hình thì nhẹ thì các bạn nên chọn là 5520 đẹp. Đó, thấy chưa? Màn hình gần như là tràn viền. Thấy không? Rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời. Nhưng mà nếu như các bạn lựa chọn về một cái máy mà xử lý về đa nhịp, cần làm về xuyên suốt thì chắc chắn đây, thì lý do máy này sẽ có tới 2 fan, bên đây chỉ có 1 fan thôi. Các bạn sẽ lưu ý nha. Nhưng mà dù sao máy này thiết kế rất là độc đáo. Đây là hai dòng máy cao cấp và coi như là dòng máy chạm của Precision. Về tất cả các cổng kết nối thì thưa các bạn sẽ xem về cổng kết nối trên đây. Đây mình sẵn đây mình review luôn. Thưa các bạn, nếu mà xét về cổng kết nối nè, đây có cổng là HDMI, thấy chưa? HDMI đây. Chúng ta thấy không? Trên đây ha. Rồi đây là USB 3.0, 3.1 nè, USB 3.0 nè, sạc nhỏ. Còn đây cổng là mini display, USB 3.0, HDMI và cổng Type C. Đó, thu 4.3 ha, thu 4.3 cho phép xuất ra được 4K. Đó. Thì các cổng là phía bên hông là chúng ta nhìn thấy rồi. Thấy tương đối. Rồi bên hông như thế này, các bạn nhìn thấy rồi. Về khả năng một cái máy mà nếu như mà 5520 thì có thể là mỏng gấp đôi so với 7520. Dòng 7520 thiết kế hai cái quạt tản nhiệt hai bên rất là hầm hố, rất là sang trọng. Đó, và có cổng LAN. Nhưng mà đối về 5520 không có hỗ trợ nha. Các bạn sẽ lưu ý giúp mình. Rồi, bên đây các cổng kết nối nữa nó sẽ có giảm bớt và tin giảm của Dell Precision 5520 đây chỉ có một cổng USB nữa thôi. Tổng cộng là đây là chúng ta gắn được là 1, 2, 3. Rồi qua đây chúng ta sẽ thấy được trên đây có thể thêm được là 1, 2, 3, 4 cổng USB. Vị trí chống bánh trộn, vị trí chống bánh trộn. Đây là vị trí về pin nè. Đó, đây là do pin liền. Còn đây là pin có thể tháo rời ra được, thẻ SD. Thì xét về giữa hai dòng, nếu như các bạn cần về độ trâu, độ lì và chúng ta gọi là máy mà chạy xuyên suốt thì các bạn nên lựa chọn về dòng Precision 7520. Nhưng mà nếu như chúng ta hay lựa chọn về máy mỏng, đẹp thì các bạn lựa chọn về Dell Precision 5520. Rồi, clip ở đây mình phân biệt như thế, rồi so sánh như thế để mời chúng ta sẽ cùng xem. Mọi thông tin thắc mắc chúng ta có thể là liên hệ 0922 422 422. Địa chỉ của mình là 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Hẹn gặp lại chúng ta những clip tiếp theo.